Hello, xin chào mấy bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ review với bạn đây là con X-Men Toriyo. Thì X-Men Toriyo này chắc ai cũng biết rồi, có gì mới lạ đâu mà review. Nhưng mới lạ là nó nằm ở đây đây. Hay, nhìn vô cái này chắc mấy bạn biết này là con X-Men Toriyo có gì đặc biệt đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ vào review cho bạn xem con X-Men Toriyo này có gì hay nhé. Rồi, nói thế chứ mấy ông nhìn tiêu đề video là biết cái gì rồi. Thì đây là con X-Men Toriyo mình mua ở Bikip. Đây là phiên bản màu Primary. Đấy, thì những con bình thường các bạn mua được chỉ có màu đen thôi. Thì đây là phiên bản Primary. Đấy, mình mua trực tiếp Bikip. Đây, trên hộp nó sẽ được dán cái nhãn này đã phân biệt nè. Là Primary này. Mặt sau cũng có dán nhãn của hãng luôn. Đây là phiên bản đặc biệt do Bikip phối hợp với hãng GG độc quyền sản xuất nha các bạn. Và các bạn không thể mua được con này ở bất kỳ đâu khác, chỉ có Bikip mới có thôi. Bởi vì cái phiên bản này là phiên bản kỷ niệm 4 năm. Đây là Bikip for TH Anniversary Edition. Đấy, thì phiên bản này chỉ có thể mua được Bikip. Còn Cubico hay là bất cứ cái shop nào trên thế giới cũng không được cái con này. Thậm chí bạn có mua trực tiếp từ quý gì cũng không có luôn. Cho nên là mình phải order từ bên Bikip về. Thì mình có order về chục con. Bởi giờ bán cũng đi gần hết rồi đó. Bây giờ còn có 1-2 con nữa các bạn. Và có một cái điều nữa mình rất là tức luôn. Đó là ông Wiggy á. À nhầm, ông Bikip ấy. Ông ship cái con này cho mình. Ông ship một lần nhiều con luôn ấy mà ổng đóng gói rất là chán luôn. Bình thường người ta sẽ bỏ cái thùng cạnh tông người ta đóng gói lại đúng không? Không, ông này ổng chơi kỳ lắm. Ổng lấy giấy chăm sóc cái bị ni lông có bong bóng bóp 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 ấy để chăm sóc ấy. Ổng quấn xung quanh hết tất cả những con rubik này, sau đó ổng bỏ vô một cái bị, một cái bao, cái gọi là cái bao niêm phong có cái miệng dán xé mà mọi người hay dùng mấy cái đơn bị vận chuyển bên nước ngoài hay xài ấy. Dán lại, thế là xong, rồi gửi qua cho mình luôn. Chẳng có hộp, chẳng có gì hết cả, cho nên là hộp toàn bộ đều bị móc méo hết nè. Thấy không? Móc hết nè, trời ơi, xót dễ sợ. Cái hộp này còn lành lặn ấy, mình lựa hộp lành lặn nhất ra mình làm video luôn ấy. Mấy hộp khác là nó nát khỏi nói luôn. Cho nên là thôi chịu, giờ chịu không chịu cũng phải chịu thôi, không có cách nào khác cả. Thôi, bây giờ tụi sẽ unbox ra cho mọi người xem nhé. Không biết là mọi người có nghe được tiếng mưa không, nhưng mà tí nữa thể nào mình cũng sẽ chỉnh âm thanh để lọc bớt tiếng mưa. Chỗ mình đang mưa khá là to cho nên chắc là sẽ hơi ồn. Rồi, mở hộp. Cái hộp bên ngoài cũng y chang như nhiều phiên bản khác thôi, cho nên không có gì đâu, không có gì phải xem hết. Còn bên trong đây, đập vô mắt chúng ta là một con Metroido. Phụ kiện thì mình nghĩ chắc cũng chẳng cái gì đặc biệt hơn đâu, cho nên là thôi mình nghĩ sơ qua xíu nghe. Coi nó phụ kiện có thay màu gì không, mình nghĩ chắc cũng không đâu. Rồi, cái túi màu trắng, cái tua vít màu đen, rồi không có gì hết. Rồi nét qua bên luôn. Và đây là chip của chúng ta, vẫn nằm trong hộp như phiên bản bình thường thôi. Đây. Mình sẽ mở ra các bạn xem nè. Đây, X-Men Toriyo phiên bản Primary. Đây, cái này cũng có thể được xem là limited đó nha các bạn. Bởi vì mình nghe nói là nó cũng chỉ sản xuất có số lượng có hạn thôi chứ không có nhiều đâu. Nó chỉ bán trong cái dịp kỷ niệm 4 năm của shop này mà thôi. Đây, VIP không? Màu Primary. Mình nghe nói là shop Bikip này cũng là một shop lớn ở bên Trung Quốc. Nó giống như là The Cubico của Trung Quốc vậy đó. Đây, màu Primary rất đẹp luôn. Và các bạn nhìn lên cái kiếp ấy, thì các bạn sẽ thấy nó sáng hơn hẳn so với cái con Toriyo phiên bản màu đen bình thường. Đấy, cái màu các bạn nhìn vào ấy, thấy nó cái màu sắc sáng đẹp hơn hẳn luôn. Bởi vì những cái con mình là đen ấy, thì cái màu của những cái viên này nè
thì nó sẽ kiểu như nó đậm màu hơn. Còn cái nào cái màu này là nền nền primary, cho nên là màu nó sẽ nhạt hơn và nó tươi hơn. Đợi tôi xí, tôi lấy một con màu đen ra tôi để bên cạnh cho coi. Đây, đó, đây là con phiên bản màu đen nè. Còn con này con primary nè, các bạn nhìn nè. Nhìn vô thấy khác biệt hẳn luôn ấy. Đây nè, hai màu đỏ nhau nè. Màu đỏ bên này kiểu nhìn nó sậm màu hơn, tối hơn, màu bên này nè nó tươi hơn hẳn luôn. Thấy màu xanh nè, cam nè, đấy, xanh lá này, nhìn nó khác biệt hoàn toàn luôn á. Đấy, đây là sự khác nhau giữa cái màu nền nha các bạn. Màu nền thay đổi mọi thứ luôn đấy. Nó sẽ tươi hơn hẳn. Và cảm giác chơi nó cũng sẽ tương tự bản màu đen thôi, nó không khác biệt quá nhiều đâu các bạn. Cho nên là các bạn cũng đừng quá kỳ vọng, bởi vì cái chất liệu nhựa họ làm cũng như nhau thôi, chỉ là họ pha màu khác thôi, cho nên nó không khác biệt gì quá nhiều. Mình cảm nhận nó cũng y hệt như Tornado bình thường thôi. Phải chăng nếu các bạn chơi kỹ hơn, kiểm tra kỹ hơn thì sẽ thấy nó sẽ cảm giác nó nhanh hơn xíu nhờ cái chất primary thôi. Ok, đấy, đó chính là đánh giá của mình sơ sơ về ngoại hình của nó. Mình sẽ mở ra xem bên trong một tí nha. Đây, cái phần 500 nè, phần góc nè. Đấy, và sắp tới GG họ còn chuẩn bị ra thêm Bitman Tornado phiên bản limited mới nữa các bạn. Đó là 6 con 6 màu transparent, tượng trưng cho 6 viên đá vô cực. Mình sẽ để hình cho các bạn xem ở đây luôn. Đấy, đó chính là 6 viên đá vô cực, tượng trưng cho 6 màu đấy. Và điều đặc biệt là khi GG họ ra cái sản phẩm này, họ sẽ để trong những cái hộp. Và nhìn vào cái hộp chúng ta không biết được đó là màu gì cả. Chỉ khi chúng ta mua về chúng ta mở ra mới biết được chúng ta mua được phiên bản màu gì mà thôi. Và hãng sẽ không cho chúng ta biết trước là chúng ta mua được phiên bản màu gì. Cho nên là các bạn mua thì có thể là tỷ lệ sẽ là random. Hoặc là cách duy nhất để có thể xử lý đó là các bạn phải nhờ shop mở ra tìm ra cái con màu mà mình thích để mà mua mà thôi, chứ không có cách nào cả. Và những bạn nào mà muốn sưu tập đủ bộ 6 con đó thì cũng sẽ rất là khó khăn. Đấy, đó là một cái thử thách mà hãng đặt ra. Thì dĩ nhiên những cái con mà muốn khui ra thì giá nó sẽ đắt hơn, bởi vì khui ra thì bên shop bán sẽ rất là khó bán những sản phẩm đã bị khui ra rồi. Bởi vì sẽ có những cái tình trạng như là người này thích màu này, người này thích màu kia, cái lựa màu ấy, màu đẹp thì mua hết trước, còn những màu xấu thì quăng lại không thèm mua. Đây là tình trạng mà nhiều nơi đã xảy ra, cho nên là hãng QG họ không thích điều này, cho nên họ mới đưa ra chính sách đó là mở hộp ngẫu nhiên, không cho biết trước màu gì hết cả. Nhưng mà cái nào nó cũng có giá của nó hết. Những người thích sưu tầm đủ 6 màu chắc chắn sẽ phải chi ra thêm nhiều tiền hơn để mà mở được những cái hộp để mình tìm ra được cái màu mình ưng ý. Rồi, đây là video review nhanh về con GG Hitman Tornado V2 phiên bản primary của mình. Đây, rất là đẹp luôn. Và mình cho các bạn xem thêm một con nữa. Đây là con GG Hitman Tornado V2 cũng là primary. Và con này nó đã được mod 500 magnet nha các bạn. Đây, thì con này là một bạn khách ấy, đã đặt trước và nhờ shop mình mod 500 kho cho nó luôn. Đấy, bên trong có sẵn 500 kho luôn nha. Thì có nhiều bạn không biết á, hỏi là tại sao cái 500 kho khi mua về nó không giống như trên video mình review hoặc là hướng dẫn á. Thì bởi vì mỗi một phiên bản khác nhau thì sẽ có những kiểu như là mình sẽ update sao từng ngày một. Mình sẽ nhận feedback của nhiều bạn khác nhau. Ví dụ bạn nào thấy mạnh quá, hoặc là bạn này thấy thiếu, thấy yếu quá, hoặc là các bạn cảm thấy là nó chưa đủ chắc, hoặc là nó có lỗi, thì mình sẽ nâng cấp lên, mình chỉnh sửa lại bản vẽ. Cho nên là cái phiên bản các bạn nhìn thấy ở đây nè, nó đã khác biệt so với cái phiên bản mà mình review trước đây hướng dẫn cách sử dụng rồi. Bởi các bạn thấy này, cái chân này nó tròn hoàn toàn luôn, mình không còn cái làm cái cánh tam giác nữa. Bởi vì mình thấy cái phần tam giác nó ra nó thừa quá, nó không cần thiết, bởi vì chỉ còn hình cái hình tròn đặt vào đúng vừa thôi thì nó đã đủ rồi. Kiểu như mình cắt giảm trọng lượng nhiều nhất đến mức có thể, cho nên là các bạn sẽ cảm thấy là nó khác biệt hơn. Và thậm chí cái phiên bản mà các bạn đang nhìn đây cũng vừa mới có phiên bản nâng cấp tiếp nữa rồi, là nó không còn cái chân như thế này đâu, mà là cái chân vát cạnh nữa cơ.
cho nên là các bạn khi mua về nếu có thấy nó khác với phần mình review thì cũng cứ yên tâm sử dụng, không lo gì hết. Như là ở cái phần kho này nè, có mấy bạn nhìn vào mấy bạn hỏi là tại sao nó lại bị thiếu mất một phần. Các bạn sẽ thấy là cái nó sẽ có hình tam giác, nó sẽ có hai cạnh đều và một cạnh dưới nó bị hỏng lên một lỗ như thế này. Đấy, các bạn thấy nó hở không? Nó hở một đoạn như thế thì đó chính là do mình thiết kế nó như vậy, chứ không phải là tại nó bị lỗi hay bị gì đâu nha các bạn. Cái thiết kế này là để khi cái máy in nó hoạt động ấy, nó in ra thì nó sẽ tránh hiện tượng bị lỗi. Bởi vì cái đáy đó các bạn, khi các bạn nhìn vào ấy, nó thường nó hay bị lõm lên và nó gồ ghề, cho nên là khi dán vào nó sẽ gây ảnh hưởng. Cho nên mình đã fix lại bằng cách mình làm nó hỏng lên một đoạn nhỏ như thế để fix cái lỗ tránh bị gồ ghề, và nó cũng sẽ giảm trọng lượng của cái bộ kit đi một tí nữa. Và cái miệng của cái phần ngàn 500 ấy mình cũng có chỉnh lại một tí luôn. Đấy, cho nên là khi các bạn mua về có thể sử dụng cách rất là thoải mái. Và nếu như các bạn mua ấy, các bạn xài và các bạn cảm thấy 500 nó vẫn còn yếu, các bạn muốn mạnh hơn nữa, thì các bạn có thể mua thêm 500 4x1.5, các bạn gắn vào thêm, hoặc là các bạn gắn thêm một viên 500 3x2 vào cũng được, để nó tăng lực hút mạnh hơn. Bởi vì mình có lướt một dọc qua những cái bạn đánh giá rồi, có bạn đánh giá là lực 500 rất mạnh, có bạn đánh giá là lực 500 rất là vừa tay, các bạn lại bảo là hơi yếu so với em. Cho nên là mỗi người sẽ có một cái đánh giá mà thôi, cho nên là mình không thể nào làm vừa ý tất cả mọi người được, mình chỉ làm theo một quy chuẩn chung mà mọi người đều cảm thấy thoải mái. Đấy, thì nếu như các bạn đang muốn mua bộ kit Boss 500 thì có thể truy cập vào Shopee của mình, link ở để phía bên dưới một mô tả nha. Mình vẫn đang bán, nếu như các bạn nào mà vô mà thấy hết hàng thì cũng đừng có buồn, các bạn hãy bấm vào nút theo dõi shop. Thì cứ mỗi ngày mình in ra được khoảng từ 5 đến 6 bộ mà thôi, cho nên là thông thường những bạn nào mà nhanh tay hơn, các bạn ấy có bấm theo dõi shop ấy, thì sẽ nhận được cái thông báo báo là có hàng, là các bạn ấy nhảy vào đặt lại hàng liền luôn, là sẽ có hàng liền. Còn bạn nào chậm hơn thì phải chờ sang ngày hôm sau mà thôi. Đây, và bây giờ để đây mình gắn lại nè. Đây, con này là Boss 500 Core này, chơi rất là ngon luôn. Thì mình đang muốn làm giống như của hãng Gan ấy, thì cái giống như cái con Gan 12 là hãng Gan làm cho 500 cạnh góc ấy, nó yếu đi nhất đến mức có thể, và họ tăng cái 500 mạnh hơn ở phần Core. Cho nên là các bạn hãy thử mod đi, nếu như các bạn cảm thấy 500 ở phần Core nó mạnh quá, các bạn hãy chỉnh 500 ở phần góc và cạnh xuống mức số 5 là mức yếu nhất ấy, thì các bạn chơi thì các bạn sẽ cảm thấy nó sẽ giống với Gan 12 nhất có thể. Bởi vì Gan 12 họ cũng làm như vậy, đó là 500 ở góc và cạnh rất là ít, cho nên là tạo ra cái độ giật sẽ ít hơn, và 500 ở co nó sẽ đảm nhận là phần hút chính. Đấy là cái mình đang muốn hướng tới. Rồi, trước khi kết thúc video clip này, mình sẽ cho các bạn xem cái chỗ mà mình đang in 3D nhé. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye. Chỗ mình đang mưa mấy bạn, mưa quá trời quá đất luôn. Cái này là bộ dụng cụ mình đang làm nè, cái hộp đó là hộp cồn đó, ca này ca xịt cồn nè. Đấy, còn cái này là cái mấy cái đồ lên tay lên tinh của mình thôi. Đây trời, các bạn thấy không, hàng hóa này, thùng hàng quá trời luôn. Rồi đây là cái máy in nè các bạn, máy in 3D đấy. Thì cái này vừa mới in xong nè, mình vừa mới in xong bộ mod core của con RS3M. Đấy, máy vừa mới chạy xong, cho nên là mình đang để nó cho nó nghỉ, chứ mình mà cho nó chạy nó sẽ bị ồn, mình không có làm review được. Nếu không các bạn sẽ nghe tiếng nó chạy lên chạy xuống, nó ồn lắm. Này mình cho các bạn, ây da, bấm nhầm nút rồi. Đây, máy này, tool, menu. Đấy, rồi, bây giờ mình phải đi edit video đây. Bye bye các bạn.